Hello, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Cường Lạnh Hàng Nhật Bãi bên em nhé. Hôm qua có chút việc thì em không like được. Thế hôm nay quay trở lại like cho các bác này. Like lên cho bác loa nhá. Ly với lại là không có cái gì thì lên cái đấy nè. Giờ nó quá nhiều. Các bác xem like thì vui lòng cho em xin một like, một follow nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh. Chào các bác vào, em chuẩn bị qua một chút đấy nhá. Bác chào em tí nữa. Em cứ lên dần cho các bác nhá. Để bác nào vào xem sau thì sau thôi. Nếu như các bác nào mà muốn xem lại thì ở trên TikTok các bác không xem được lại thì các bác có thể vào trong YouTube nhá. Các bác gõ Cường Điện Lạnh thì sẽ ra kênh của em này. Các bác có thể xem lại đây nhá. Đây lên đầu tiên cho bác một đôi này là một đôi Colombia nhá. Model của nó là SV70. Công suất của nó là 8 ohm và 50W này. Loa rất đẹp luôn các bác nhá. Thùng bách đẹp này, loa đẹp này. Kế rất là đẹp luôn. Cái đồ đẹp thì đôi này thì các bác còn chê nữa thì chịu rồi. Đôi này nó bãi nó quá đẹp luôn nhá. Thùng bách quá đẹp luôn, loa nhìn rất là thích luôn này. 3 đường tiếng. Nghe ở trên line này thì là nó bên em đeo cái mic ấy, đeo mic vào cổ line nên là nhiều khi là tiếng nó có hơi rè nhá. Đấy thì nó không phải do loa đâu các bác nhá. Cái đấy là nó do mic em đeo ở cổ này. Nên cái mic đeo ở cổ này đâm ra là tiếng nó hơi rè tiếng. Đấy, một đôi Colombia model của loại SV70. Bác nào vào xem sau thì vui lòng cho em xin đến một follow nhá, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh. Căng thiết của nó còn đẹp nguyên nhá, căng rồi loa rồi thùng vách quá đẹp luôn. Một đôi Colombia bát này của nó là bát 25 này, hàng nguyên zin các bác nhá, nguyên bãi này, nguyên bãi như này nó là quá là đẹp rồi. Một đôi Colombia đầu tiên cho các bác này. Đấy. Vâng, và bát bằng này. Đấy. Bát với tép đều bằng hết. Một đôi Colombia SV70. Thùng vách loa liếc còn rất là đẹp luôn. Đây đôi này chiều cao của nó là 80 phân nhá. Chiều cao của nó là 80 phân. Chiều rộng của nó là 38 phân.
Còn chiều sâu của nó thì là 32 phân nhá. Đấy, một đôi Colombia. Đây, thùng vách các bác này. Bóng lừ luôn, quá đẹp luôn nhá. Bác xem like thì vui lòng cho em xin một like, một follow nhá. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh. Mặt hàng bên em thì tất cả có cọc bên em mới đi đơn nhá, bên em không nhận ship COD. Màng loa không lõm, cái loa dòng kiểu này nó vậy ạ. Này, dòng kiểu loa loa này là loa bắt bằng này. Thiết kế rất đẹp luôn, Colombia SV70. Cái dòng Colom này là của nhất của nó là của Đền Ông này. Mã này là mã số 76 nhá, mã 76. 76 này thì để cho bác với cái giá là 3,5 đồng nhá. Con này công suất của nó là 8 ôm 50W. 3,5 đồng. Hàng bên em có cọc, bên em mới đi đơn nhá. Bên em không nhận ship COD. Đấy, các bác chuyển khoản hết, bên em hỗ trợ bao phí ship. Đấy, còn các bác cọc thì bên các bác nhận hàng và chịu phí ship nhá. Cọc hay chuyển khoản hết, khi nhận hàng các bác kiểm tra ok, vận chuyển không vấn đề gì này, không bể vỡ. Đấy, các bác được kiểm tra hàng nhá, thì là các bác nhận nhá. Nếu như có bể vỡ hoặc là có vấn đề gì, các bác liên hệ trực tiếp với bên em luôn nhá. Đấy, một đôi Colombia này vừa nãy để ghế thì em không để úp vào được, nó không vừa vào ghế. Đây, để lại ngửa cho các bác xem này, thùng vách của nó quá đẹp luôn. Colombia. Đấy, Colombia nó là của Đền Ông các bác nhá. 3,5 củ. Đôi này các bác không phải chê này, quá đẹp luôn. Các bác xem like vui lòng cho em xin một like, một follow nhé.